Hùng Huyền Đông Anh xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ âm thanh gia đình với mức giá rất bình dân. Vâng, đây là một cặp loa BMB 2000 hàng liên doanh đang được ghép với một chiếc âm ly PA203N. Vâng, cũng là sản phẩm hàng liên doanh. Hai sản phẩm này kết hợp với một bộ mic không dây Shure UGX-12 La Mã đã tạo lên một bộ âm thanh quý vị và các bạn có thể vừa dùng nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình rất hay. Tổng bộ sản phẩm này là 11 triệu và sản phẩm được bảo hành 1 năm tại trung tâm thiết bị âm thanh Hùng Huyền Đông Anh. Tôi xin nhắc lại, sản phẩm bao gồm một cặp loa BMB Bass 30, một chiếc âm ly 203N, một bộ mic Shure UGX-10 và mic không dây. Tổng bộ sản phẩm là 11 triệu. Và điều đặc biệt là tại Hùng Huyền Đông Anh có bán trả góp cũng như ship hàng trên toàn quốc. Nếu quý vị và các bạn quan tâm, xin mời liên hệ qua số điện thoại 0984285477 hoặc mời đến xem hàng trực tiếp tại Hùng Huyền Đông Anh ở số 10, số 12, ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện Bưu điện huyện Đông Anh. Tôi xin nhắc lại, nếu quý vị và các bạn quan tâm đến bộ sản phẩm là một bộ karaoke với mức giá 11 triệu thì xin mời quý vị và các bạn đến xem hàng trực tiếp tại trung tâm thiết bị âm thanh Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10, số 12, ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Hoặc quý vị và các bạn có thể mua qua số điện thoại 0984285477. Hùng Huyền Đông Anh có bán trả góp cũng như ship hàng trên toàn quốc.